Rồi Quang, tôi xin chào con và các bạn. Thì hôm nay cập nhật giá long ngày 31 về tháng 8. Thì giá long này có thể duy trì đến hết ngày 30 tháng 7 âm lịch đó nha. Bà con mình trong khoảng thời gian này có trái bán thì trái chín bán thì mình thấy giá long có thể sẽ không có thuộc nha. Rồi bây giờ cập nhật giá long ruột trắng hàng đẹp 14, 17 ngàn, hàng sàn 11, 13 ngàn. Hàng thường 79.000, dẹt 36.000. Thì giá anh long ruột trắng Bình Thuận thì miền Tây có thể trên lệch từ 1 đến 2.000. Giá anh long ruột đỏ loại 1 25.000, loại 2 20.000, loại 3 15.000, loại 4 10.000, loại 5 6.000, hàng nước ép 5.000. Thì giá anh long này theo kênh dự báo thì có thể duy trì từ nay cho tới 30 tháng 7 âm lịch. Thì bà con có quan tâm thì nhấn đăng ký kênh để mình cập nhật giá long liên tục mỗi ngày. Rồi xin chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.